Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện. Cụ thể, giá điện được điều chỉnh tăng thêm 4,5%. Với việc điều chỉnh tăng giá như trên, thì giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng thêm hơn 86 đồng trên 1 kW. Như vậy, giá điện tăng từ mức 1.920 đồng lên mức giá mới là hơn 2.000 đồng trên 1 kW, thì mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Đây là lần thứ hai tăng giá điện trong năm 2023. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, sau 4 năm không điều chỉnh, thì mức giá bán lẻ điện bình quân đã tăng thêm 3%, từ mức 1.854 đồng trên 1 kW lên mức 1.920 đồng trên 1 kW, mức giá chưa bao gồm thuế VAT. Với việc điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 9 tháng 11 năm 2023, thì giá điện sinh hoạt cho khách hàng bậc 1 từ 0 đến 50 kW sẽ có mức giá điện là 1.806 đồng trên 1 kW. Còn bậc 2 từ 51 đến 100 kW sẽ có mức giá là 1.866 đồng trên 1 kW. Bậc 3 từ 101 đến 200 kW sẽ có mức giá là 2.167 đồng trên 1 kW. Và bậc 4 từ 201 đến 300 kW sẽ có mức giá là 2.729 đồng trên 1 kW. Bậc 5 từ 301 đến 400 kW sẽ có mức giá là 3.050 đồng trên 1 kW. Bậc 6 từ 400 kW trở lên sẽ có mức giá là 3.151 đồng trên 1 kW. Theo tập đoàn EVN thì về cơ bản, việc điều chỉnh giá bán điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Cụ thể, theo số liệu thống kê, thì năm 2022, cả nước có hơn 1,27 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của chính phủ. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương với số lượng điện sử dụng 30 kW trên một hộ trong một tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kW trong một tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương với số lượng điện sử dụng là 30 kW trên một hộ trong một tháng. Cũng theo tính toán của Tập đoàn Điện lực EVN, thì giá điện bình quân sau khi điều chỉnh sẽ tác động đến từng nhóm khách hàng. Cụ thể, với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có 547.000 khách hàng, sau khi thay đổi giá, trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng trong một tháng. Với nhóm khách hàng sản xuất, thì sau khi thay đổi giá, trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 432.000 đồng trong một tháng. Còn với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, sau khi thay đổi giá, trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng trên một tháng.